Ngày 22 tháng 2, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai chiến lược năng lượng hydrogen. Chiến lược năng lượng hydrogen được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng xanh sạch và bền vững, phù hợp với các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như xu thế phát triển chung của thế giới. Tại hội nghị, lãnh đạo vụ dầu khí và than đã nêu tóm tắt các điểm chính của chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam theo quyết định số 165. Bộ Công Thương cũng đã xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện chiến lược với 17 nhóm nhiệm vụ chính để giao cho các đơn vị. Các đại biểu đại diện cho các bộ ngành, hiệp hội, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đã đóng góp ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện chiến lược một cách nhanh, hiệu quả. Phấn đấu đến năm 2030, công suất sản xuất hydrogen từ quá trình sử dụng năng lượng tái tạo và các quá trình khác có thu giữ carbon đạt khoảng 100-500.000 tấn trên một năm vào năm 2030. Định hướng đến năm 2050, phấn đấu công suất sản xuất hydrogen đạt khoảng 10-20 triệu tấn một năm vào năm 2050. Thì tổng mức đầu tư dự án là 1 tỷ rưỡi. Thì đi như vậy thì nếu như chưa có chính sách về bổ sung về cái nhà tổ mà chính sách về điện lực cũng như là về các điều kiện đầu vào, thì nếu dự án gom chung vào trong một cái gói đầu tư hoặc là nước tách ra mà chưa có chính sách gì direct PV thì đó là một trong những cái trở ngại. Việt Nam cũng khuyến khích việc đầu tư sản xuất năng lượng hydrogen xanh. Định hướng đến năm 2050, hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tổng thể dựa trên năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng hydrogen xanh, hướng tới trở thành một trung tâm công nghiệp năng lượng sạch và xuất khẩu năng lượng tái tạo, năng lượng hydrogen xanh của khu vực. Để thực hiện được các mục tiêu đó, chiến lược năng lượng hydrogen đã đề xuất một loạt cơ chế, chính sách mới. Chúng ta cần phải có những cái cơ chế chính sách rất đồng bộ trong lĩnh vực để phát triển năng lượng mới, hoặc là xây dựng những cơ chế chính sách có liên quan đến cái việc khai thác phát triển nguồn năng lượng mới và phát triển cái năng lượng hydrogen, như là cơ chế mua bán điện trực tiếp để có thể khai thác được tiềm năng lợi thế của từng địa phương, lấy cái nắng cái gió làm nguyên liệu đầu vào cho một cái ngành năng lượng mới. Như vậy, ngoài đa dạng hóa nguồn vốn, hình thức đầu tư, thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế, tăng cường đầu tư về khoa học công nghệ cũng cần ưu tiên đẩy mạnh hợp tác quốc tế và công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của nền kinh tế hydrogen và các chủ trương chính sách của nhà nước trong lĩnh vực năng lượng sạch đến toàn xã hội.